Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video tốt của máy phát điện Xuân Trường. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, máy phát điện Xuân Trường vừa về được 5 chiếc Denso GA2006 nhé mọi người nhé, công suất là 2,6 kVA. Thì như những tất cả những cái dòng máy trước thì bên mình cũng đã lên sóng rất chi là nhiều rồi. Mọi người cũng có thể biết là những cái dòng này bên mình gần như là bán nó là thuộc dòng hàng hệ của bên mình rồi nhé mọi người nhé. Đó thì cũng không giới thiệu nhiều về những cái dòng này nữa. Thì bây giờ bên mình sẽ đi vào chi tiết luôn cho mọi người nhé. Đó, mọi người có nhu cầu liên hệ bên máy phát điện Xuân Trường, số điện thoại 0963638495. Thì cái loại đời GA2006 2606U3 và 2605U3 này thì nó được coi là đời cao nhất của máy phát điện Denso chạy xăng khung giờ khung xăng hiện tại nhé mọi người nhé. Đó, 5 chiếc này như một luôn nhé mọi người nhé. Phải nói nó rất chi là đẹp, rất chi là mới luôn. Đó thì bên mình vừa về xong và vừa đã dọn rửa. Đó, đã dọn rửa xong. Thì bây giờ mình sẽ quay đi vào chi tiết luôn cho mọi người xem nhé. Quay từng con một luôn. Mọi người có nhu cầu liên hệ bên mình nhé. Đây, trước tiên là chiếc đầu tiên. Đó, chiếc đầu tiên này. Đó. Đây, thông số của nó này. GA2606U3 này. Công suất 2,6 kVA này. Cân nặng 48kg nhé mọi người nhé. Đó, đây là công tắc tắt mở máy này. Đó, đây là bật nguồn điện này. Đó, bật tắt nguồn điện này. Con này là gần như là cái lô này xuất xưởng giống nhau hết nhá mọi người nhá. Tháng 10 năm 2017. Đó, đời cực cao luôn nhá mọi người nhá. Đời rất chi là cao luôn, tháng 10 năm 2017. Đây, sang con thứ hai này. Đây phần trên này. Đây, chiếc này cũng là tháng 10 năm 2017 này. Mọi người có thể nhìn những cái đầu ốc này. Đó. Rất là đẹp luôn nhá. Vàng óng luôn. Đó. Đây. Đây còn sang chiếc thứ ba này. Tháng 11 năm 2017 này. Đó, sang chiếc thứ tư này. Con này cũng là tháng 10 năm 2017 này. Đó. Chiếc cuối cùng này, tháng 11 năm 2017, chiếc này phải nói đẹp xuất sắc luôn nhá mọi người nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ bên máy phát điện Xuân Trường thì hôm nay mình sẽ quay qua. Quay qua luôn nhá mọi người nhá. Đây. Chiếc đầu tiên này, về đằng sau này. Con này chạy bằng OHV nhá mọi người nhá. Cực kỳ êm luôn. Bô của nó cũng là bô lô tô nhá mọi người nhá. Bô to lên là nó đời gọi là đời cao hơn. Vì sao những cái dòng 26U2 nó đời thấp hơn? Bởi vì là bô của nó là bô nhỏ, và hai nữa là tiếng nổ của nó sẽ to hơn những cái dòng này. Và thứ ba nữa là nó chạy bằng UHC nhá mọi người nhá. Đây, so với những cái hàng này thì nó chạy bằng bô lô tô và chạy OHV cực kỳ êm luôn nhá mọi người nhá. Đó, đây con thứ hai này, con thứ ba này, con thứ tư này, con cuối cùng này, con thứ năm đấy. Con này thì phải nói đẹp xuất sắc luôn nhé mọi người nhé. Con này đẹp xuất sắc luôn. Bồ này trắng tinh luôn. Đó, con thứ năm con đẹp xuất sắc luôn. Đó, anh em nào có nhu cầu liên hệ bên máy phát điện Xuân Trường nhé. Mình sẽ quay qua chi tiết luôn. Điện bên mình đã lên 220V này nhé mọi người nhé. Bên mọi người mua về chỉ việc sử dụng. Đó. Bên mình thì nhận cọc và ship toàn quốc nhé mọi người nhé. Kiểm tra ok rồi mới phải thanh toán những cái số tiền còn lại. Đó, ok thì sau đây mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin tạm biệt.